Xin chào tất cả các bạn nha, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình nha. Trong video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình Europe có tên là Sonter Valency, ăn chia tổng giải thưởng là 50.000 đô la top cần XTR này các bạn. Thì con này chơi trên nền tảng của Son thì các bạn nên dùng địa chỉ của coi 98 mới tham gia điều kiện này được các bạn. Thì để tham gia hôm nay các bạn cần lấy phần link mô tả dưới video, các bạn mở link phong các bạn nhấp vào, tôi không phải là người máy nữa. Rồi bấm tiếp tục nè. Thì link video hướng dẫn tạo ví coi 98 mà đấy phần link mô tả dưới video cho các bạn nha các bạn. Rồi các bạn bấm vào Enter Deepway nè. Rồi nhiệm vụ đầu tiên các bạn follow tại Twitter nè. Nếu nó có yêu cầu nhập mã giới thiệu thì các bạn nhập mã giới thiệu là anh 4 số 1, mình để phần link mô tả cho các bạn nè các bạn. Còn không yêu cầu thì thôi nha các bạn. Rồi các bạn follow nè, sau đó các bạn bắt up nè. Rồi các bạn điền lại username tại Twitter các bạn đã follow dán. Thì các bạn mở tại Twitter ra với username của tất cả các bạn thì sẽ thấy được cái với bạn nào ta sẽ thấy được cái username tại Twitter mình nha các bạn. Rồi tiếp tục các bạn retweet nè, các bạn vào đây nè. Các bạn like nè, các bạn tweet được các bạn. Rồi tiếp tục thì các bạn cũng điền lại username tại Twitter của các bạn nè. Rồi tiếp tục các bạn join kênh group, kênh seller nữa các bạn. Thì chương trình group này sau khi nó bán hết xong IDO thì nó sẽ phân phối cho các bạn nha bạn. Các bạn join sau kênh để mình chuyển cái username khác các bạn. Join join. Rồi các bạn join sau nữa các bạn. Sau khi join vào xong thì bạn nhấp ba anh cùng vào setting nữa. Các bạn copy username ở chỗ này nè các bạn. Rồi các bạn gửi vào link phong này nè các bạn. Nếu nó có hiện chữ dòng này thì các bạn bỏ con số 3 đi các bạn. Rồi các bạn nhấp lại nha các bạn. Thì sẽ được thôi. Ý là nó cho không cho mình copy đó các bạn. Nó kêu mình điền thủ công đó. Rồi các bạn bấm Enhance Son Channel nữa. Rồi tiếp tục các bạn son tiếp kênh group nha các bạn. Trên group các bạn son sao luôn. Rồi các bạn bắt đắp lên nè. Rồi các bạn cũng dán là username Telegram của tất cả bạn chỗ này nha các bạn. Bỏ số 3, nhập lại con số 3. Rồi bấm Enhance Son Channel nữa. Rồi sau đó thì các bạn dùng địa chỉ với Son trên Solana trên với coi 98 mới được, mới đủ điều kiện các bạn. Rồi bạn mở địa chỉ với coi 98 mình ra nè. Rồi các bạn lướt xuống nè các bạn. Các bạn chờ xíu các bạn. Rồi các bạn tìm địa chỉ Son Wallet của mình nè các bạn. Các bạn bấm nhận nha các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ này giúp mình nè. Rồi các bạn gửi vào đây nè. Sao mà nó không cho muốn tới ta. Chica. Rồi con bỏ con cái đi. Rồi nhập lên Chica. Đúng không ta? Đúng rồi. Rồi các bạn bấm vào Homelet Tết bà. Để mình coi địa chỉ chính xác các bạn. Rồi. Rồi như vậy là xong các bạn. Chương trình không có ghép bụng gì nữa, chỉ ăn chia thôi các bạn. Vậy video mình ở đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.